Mời các bạn cùng đến với phụ lục 1B, tuyển chọn công ty so sánh trực tiếp. Quy trình tuyển chọn công ty so sánh trực tiếp. Ý tưởng khá đơn giản, bằng cách tìm ra những công ty có cùng thâm niên, cùng có chung những cơ hội, chung ngành kinh doanh, chung một quá trình thành công như các công ty nhảy vọt vào thời điểm chuyển đổi. Chúng tôi có thể phân tích so sánh trực tiếp để tìm ra những biến số khác biệt, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra những công ty đáng lẽ đã có thể đạt được những gì tương tự như công ty nhảy vọt, nhưng cuối cùng lại không. Rồi từ đó, chúng tôi đặt câu hỏi, điểm khác biệt là gì? Chúng tôi cũng thực hiện một quy trình tuyển chọn có hệ thống và cho điểm tất cả các công ty so sánh tương ứng với mỗi công ty nhảy vọt. Quy trình này có 6 tiêu chuẩn sau. Tương tự về kinh doanh, tại thời điểm chuyển đổi, công ty so sánh có cùng sản phẩm hay dịch vụ như công ty nhảy vọt. Tương tự về tầm cỡ, tại thời điểm chuyển đổi, công ty so sánh có cùng tầm cỡ như công ty nhảy vọt. Chúng tôi áp dụng nhất quán một ma trận điểm dựa trên tỷ lệ doanh thu của công ty so sánh và công ty nhảy vọt vào thời điểm chuyển đổi. Tương tự về thâm niên, công ty so sánh cũng hoạt động trong cùng khoảng thời gian với công ty nhảy vọt. Chúng tôi cũng áp dụng nhất quán một số ma trận điểm dựa trên tỷ lệ thâm niên giữa công ty so sánh và công ty nhảy vọt. Tương tự về giá trị cổ phiếu, lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường chung của công ty so sánh gần như tương tự với công ty nhảy vọt tính đến thời điểm chuyển đổi. Tại thời điểm này, đồ thị của hai công ty bắt đầu tách ra với công ty nhảy vọt vượt lên so với công ty so sánh từ đây. Thành công hơn tại thời điểm chuyển đổi, công ty so sánh phải được đánh giá là thành công hơn công ty nhảy vọt, lớn hơn và có lợi nhuận cao hơn, có vị thế vững chắc hơn trên thị trường và có danh tiếng hơn. Đây là một bài trắc nghiệm khó khăn với lợi thế không nghiêng về cho các công ty nhảy vọt. Giá trị bề ngoài, điều này bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất, công ty so sánh phải tương tự về ngành kinh doanh vào thời điểm được chọn vào cuộc nghiên cứu. Và thứ hai, công ty so sánh phải kém hơn công ty nhảy vọt về mặt thành công tại thời điểm được chọn vào cuộc nghiên cứu. Như vậy, hai tiêu chuẩn thành công hơn và giá trị bề ngoài gắn liền với nhau. Thành công hơn đảm bảo rằng công ty so sánh mạnh hơn công ty nhảy vọt tại thời điểm chuyển đổi, nhưng lại yếu hơn công ty nhảy vọt tại thời điểm được chọn làm mốc so sánh. Chúng tôi cho điểm các công ty so sánh dựa trên mỗi yếu tố trên theo thang điểm 4. 4 điểm nếu công ty so sánh thể hiện hoàn toàn đúng như tiêu chuẩn, không có vấn đề gì. 3 điểm khi công ty so sánh thể hiện đúng như tiêu chuẩn, có một số vấn đề tuy không đáng kể nhưng cũng đủ để ngăn nó không được điểm 4. 2 điểm khi công ty so sánh thể hiện không đúng như tiêu chuẩn, có những vấn đề khá lớn. 1 điểm nếu công ty so sánh hoàn toàn không thể hiện được như tiêu chuẩn. Mời các bạn quan sát vào bảng. Bảng sau đây liệt kê tất cả các công ty so sánh tương ứng với mỗi công ty nhảy vọt và điểm trung bình của họ dựa trên 6 tiêu chuẩn. Công ty được chọn làm công ty so sánh là công ty có số điểm cao nhất.